Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Trọng, mình đến từ cái channel Crypto Index đây. Hôm nay mình lại sẽ hướng dẫn các bạn check một cái dự án về Airdrop nhé. Đó là Firelight Chain. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Thì các bạn ghé qua video này thì hãy cho mình một like video, một subscribe kênh Crypto Index của chúng mình nhé. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn là cái check Airdrop của Firelight Chain. Thì Firelight Chain nó đang cho check Airdrop nha các bạn nhé. Thì cái Airdrop này nó trị cái bull Airdrop này nó trị giá 100.000 đô nhé các bạn nhé, 100.000 đô rất là lớn nhé các bạn nhé. Đấy thì mình có cái bài trên kênh X Twitter của mình đây hướng dẫn check Airdrop nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Thì đấy, thì mình có ghi rất là chi tiết đầy đủ đây rồi nhé. Thì vừa nãy mình có làm một cái nick trước này này, một cái ví trước này, thì ví này của mình được 141 nhá. Phía đây trên. Đây, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là một cái ví khác của mình. Thì cái thời hạn nhá, thì thời hạn là ngày 14 ngày mùng 4 tháng 2 2024 thì nó mới cho được cái name nhá. Thì bây giờ mới chỉ check được thôi các bạn ạ. Thì ngoài ra vào cái link check này xong, đó là các bạn còn làm thêm cái tăng để được XP thì có thể là có thưởng thêm nhé các bạn nhé. Thì mình có để đáp án ở đây, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cái link này này và một cái trình duyệt mới và một cái ví mới của mình để mình hướng dẫn các bạn nhé. Ok, khi mở ra nhai thì bạn ấn vào kết nối ví này, thì bạn kết nối ví MetaMask của mình nhé. Kết nối. Rồi, sau đó bạn sẽ nhập một cái bạn ký đã này. Rồi, sau đó bạn sẽ nhập cái email của bạn vào đây nhé. Nhập email vào đây. Rồi, nhập email xong mình ấn sub này. Đấy. Ok, sau đó mình sẽ ấn min. Min do NFT nhé. Mà ấn min đây nhé. Đấy, thì bạn sẽ lại nhập cái email lại vào đây. Thì nó xong bạn ấn submit này. Và nó sẽ gửi một cái mã OTP về cái email của bạn nhé. Thì bạn sẽ vào mail, xong bạn check. Đây, nó có support OTP đây. Đấy, thì bạn copy lại cái mã OTP này. Xong bạn paste nó vào đây, xong bạn ấn submit OTP này. Đấy, sau đó bạn sẽ đặt một cái username nhé, username cho cái NFT. Đấy, thì mình sẽ có thể là đặt là Trọng này. Đấy, mình đặt là Trọng X này. Tại vì một cái nick kia mình đã là Trọng NFT rồi. Đây, cái này mình đã đặt là Trọng Shichu Hatachi rồi đây. Nên là mình cái này đặt là Trọng X nhé. Ok, xong mình ấn min and set này. Đấy, xong bạn sẽ xác nhận trên ví nhé. Thì bạn có phải cần có 0.5 cái matic ở trên cái ví MetaMask của các bạn nhé. Xong xác nhận này. Đấy. Ok, thì quá trình nó đang thực hiện nhé. Đấy, xong bạn sẽ xác nhận ở trên ví một lần nữa này. Đấy, xác nhận này. Thì bạn cần nhớ chuẩn bị ít matic ở trên ví nhé. Thì cần bị khoảng 1 matic là đủ nhé các bạn nhé. Ok, thì nó bảo min thành công này. Min có biết thật là thành công nhé. Xong ấn continue ở đây. Đấy, thì ở chỗ này nhé. Đây, mình đã check được 135.83 cái Firelight đây. Ok, sau đó bạn sẽ làm một số tag ở đây để lấy cái điểm XP ở đây nhé. Nó có điểm XP ở đây này. Đấy. Ok, sau đó mình sẽ ấn vào cờ name reward ở đây. Đấy. Ok, còn cái này nó nằm các biểu tượng là follow cái Firelight Chain này. Nhiệm vụ đấy, thì mình ấn vào đây. Ok, mình chấp nhận nhé.
Ok, thì nếu bạn chưa follow thì bạn hãy follow cái kênh X của Firelight Chain nhé. Thì mình đang follow rồi. Ok, khi bạn follow rồi thì bạn ấn quay trở lại, tắt đi và quay trở lại và ấn verify. Đấy, thì nó đã cộng là điểm XP cho bạn đây. Thì nó có điểm XP ơn đây này. Thì mình được 20 XP rồi nhá. Rồi mình sẽ tiếp tục làm hết các nhiệm vụ ở đây nhé các bạn nhé. Ok, sau mình sẽ ấn follow cái Merkle này. Ấn vào connect này. Ấn đồng ý này. Ok, thì bạn sẽ follow cái trang Twitter X của cái này nhé. Follow. Ok, xong tắt đi. Xong vào đây, quay trở lại đây và ấn verify. Nào, tiếp theo là cái nhiệm vụ là connect Discord nhé. Ấn vào connect này. Ok, xong bạn ấn phê duyệt ở đây nhé. Rồi xong bạn ấn chấp nhận lời mời này. Tiếp tục này. Thì cái nhiệm vụ này là join kênh Discord của Firelight Chain các bạn ạ. Ok, thì bạn vào cái ấn verify đây nhé. Đây thì nó bảo mình đã xác nhận thành công này. Thì từ cái này mình đã vào từ ngày trước rồi ấy. Mình đã vào từ ngày xưa rồi này. Mình đã vào từ lâu rồi thì bây giờ mình có thể vào một kênh chat rồi nhỉ. Đây, mình vào kênh chat xong rồi mình nói đi. Đây thì cái nick của mình đây. Đấy. Thì nó có row mấy mấy cái row nhá. Đấy. Và mình đã được level 5 này, có mấy cái nick đi tìm kiếm này thì level nó cao hơn này. Level 10 này. Ok, sau khi join kênh Discord này thì mình tắt đi nhé. Mình sẽ quay trở lại đây, mình ấn verify. Đấy, đây là được rồi nhé. Thì cái điểm XP nó cộng lên đây này. Tiếp theo thì mình sẽ đăng một cái tweet này. Nhiệm vụ đăng một cái tweet gồm chữ File and Community nhé. Ấn vào tweet now này. Ok, ấn đồng ý nhé. Ok, ấn đồng ý thì nó soạn sẵn cho mình một cái tweet này. Thì mình chỉ ấn cần ấn bot thôi nhé. Để ấn đăng tweet thôi. Này, sau mình ấn view này, xem cái tweet đó này. Sau đó mình sẽ quay lại đây, mình ấn verify. Sau đó bạn sẽ cần gửi lại cái link bot của mình nhé. Mình copy lại cái link về bot này, sau mình viết lại vào đây. Sau bạn ấn vào đây submit link nhé. Đấy, thì mình đã thành công rồi này. Đấy, thì mình wow, mình được nhận 100 bon rồi đây này. Đấy, sau mình ấn cờ nữa. Nam nào này, go to winning này. Ok. Thì mình sẽ quay lại đây, mình sẽ làm tiếp mấy cái nhiệm vụ ở đây nhá. Ok, thì mình sẽ vào cái nhiệm vụ tiếp theo là like và retweet nhá. Ấn vào retweet nào này. Lại ấn đồng ý này. Ok, xong mình ấn report ở đây này. Xong mình ấn like cái bài viết này nhá. Rồi, sau đó mình sẽ quay lại đây, mình ấn verify. Đấy, thì mình lại claim được XP rồi nhá. Tiếp theo là cũng lại là cái một nhiệm vụ like retweet cái bài viết của Firelight Chain tiếp nhá. Thì mình ấn retweet nào này. Thì mình lại đồng ý này. Rồi, sau đó mình ấn report này cộng này đây này. Rồi xong mình sẽ quay lại mình ấn verify. Đấy, thì mình ở đây đã được 340 cái XP rồi nhá. Và hoàn thành 7 task rồi nhá. Tiếp theo mình sẽ làm cái task ở level 2 này. Đây. Nào trả lời câu hỏi nhá, thì mình sẽ ấn vào
Thách quýt ở đây thì nó nhập cái level 2 này rất là được nhiều XP nhé các bạn nhé. Mỗi cái được 150 XP cơ. Ok, xong mình ấn vào thách quýt ở đây này. Mình ấn next này. Xong mình sẽ trả lời nhé. Thì mình đã có cái đáp án ở cái bài đăng của mình đây. Đấy, thì ở quýt 1 này này, đáp án là BBB DB. Đấy, 3 cái B và 1D 1B. Ok, thì mình sẽ là trả lời nhé. B này, B này, B này, D này, B này. Đó, thì mình đã trả lời thành công thì nó bảo là claim thì đây này, thì mình sẽ cấn claim. Đấy, thì mình đã trả lời được một câu và được thêm 150 điểm nhé, XP nhé. Mình sẽ trả lời câu 2 này, quiz này. Rồi, thì mình sẽ đáp án ở đây này, là D, D, A, B, B, D. D A B B A B B. Rồi, xong mình lại cờ name reward này. Rồi, xong mình sẽ trả lời câu tiếp theo nhé. Next này. Đáp án là C B C B A C B C B A. Rồi, xong mình cần em tiếp này. Ok, thì sau đó mình trả lời câu cuối cùng nhé. Câu trả lời cuối cùng là CD, CD, C. C, D, C, D, C. Ok. Đấy, vậy là mình đã hoàn thành xong hết cả cái task để kiếm 940 XP nhé. Còn 135 cái đó, token Firelight này thì sẽ là mùng 4 tháng 2 2024 thì sẽ được claim nhé các bạn nhé. Đấy, và cái bull thưởng của airdrop của cái bull này là 100.000 đô nhé, rất là lớn nhé các bạn nhé. Đấy, thì các bạn có trước đó từng làm cái dự án Firelight trên này thì các bạn hãy vào và claim, đăng nhập ví và check airdrop như mình vừa hướng dẫn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Thì video của mình vừa hướng dẫn của mình đến đây là hết rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn thấy video này hay và hãy cho mình một like, một subscribe kênh YouTube chúng mình và hãy nhớ qua cái kênh X trong Sichu Hatachi của mình, cho mình một follow, một like và viết một comment nhé, một retweet nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.